Hello, xin chào các bạn, mình là Mô Việt và trong clip này mình sẽ vác cái anh chàng Thánh Bảo Kê đi meet thêm của chúng ta. ông vua của lâu đài Khởi Nguyên đi meet nha, hiệp sĩ thêm. Phong cách đây là xạ thủ đi meet hết sức là bựa. Thì kênh trên con Mua Việt thì luôn mang đến những bạn những cái phong cách chơi nó dị nhất quả đất. Rồi, không ngủ được cái thanh niên Joker này. Pha hòa nha. Chúng ta sống trong hòa bình, yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Đó, cẩn thận đi bạn ganh nhá. Joker đang xuống đây bạn ơi. Chuẩn bị tinh thần nào, biết ngay mà. Kiểu gì cũng đánh nhau. Thế đến đây. Xem con hàng nào không để mình đuổi lại. Đây, thanh niên Kret. Đẩy, tanker lại. Tanker này. Lên bảng điểm số với tốc độ bàn thờ. Ôi, thôi, ai cứu mình. Choáng luôn này. Đẩy luôn về, ôi gặp một kill. Thơm. Rồi, choáng hai. Choáng tiếp lại. À, chạy nhanh thế bạn ơi. Rồi, chuẩn bị có chiêu đẩy tiếp lại. Đẩy, đó. Rồi, chết nè, trời siêu việt anh em ơi. Rồi, anh em thì thấy phong cách đi mid đảo lên ganh bá đạo mà mình thường thêm chưa? Với cái phong cách này thì thêm đánh rất là hổ báo nha. Với cái chiêu là cho team bạn đi xe đẩy thì thực sự là thêm rất là mạnh. Đó, vị tướng này vốn là vị tướng rất là trâu với cái khả năng hồi phục bán đạo khi máu còn thấp rồi. Và cái trang bị thêm kiểu mới của mình, không phải kiểu mới mà nó kiểu cũ thôi. Vẫn là cái giày hộ vệ đầu tiên, vì với giày hộ vệ anh em sẽ được miễn thương sát thương vật lý rất nhiều từ điểm đầu game. Đó, các đòn đánh thường từ những vị tướng như Violet, rồi Joker, rồi thậm chí Zuka không bao giờ sốc đam được mình đâu. Excalibur ấy, trời không chết con rơi kìa. cứu ngựa không? Nên luôn hay còn không phải giết. Ok. Cái phong cách đi mid các bạn phải đảo lên gank liên tục nhá thì mới gọi là đi mid. Đi mid là như thế nào? Đi mid là một cái vị trí mà phải đảm nhiệm vai trò là đi gank lên, đi hỗ trợ lên người lên nào đánh nhau mà mình phải đến hỗ trợ. Thế mới gọi là đi mid, còn nếu mà anh em đi mid ôm farm thì không gọi là đi mid nha. Anh em đánh pháp sư rồi, đánh pháp sư ở trò Liên Minh Huyền Thoại rồi thì biết là đi mid phải gank. Mid không gank thì đừng đi mid. Hoặc là đánh Dota mid là phải gank. Đó. Ngày xưa mình có chơi trò Dota. Trò đấy là mình bét cái con hổ Viridiana. Viridiana cái đấy quên tên rồi, lâu lắm rồi chơi. Con hổ con cung nó cưỡi hổ đấy, nó bắn mũi tên rất là xa đấy. Ok, trời. Xe đẩy nào. mình kết nhất con này khả năng chiêu 1 combo chiêu 1 chiêu 2 đánh rất là phê. Ủa, thôi. Đồng đội không ra hỗ trợ. Chạy nhanh còn kịp. Rồi chuẩn bị nha, đẩy tiếp đã. Choáng lại, bộc phá, rồi quả đấy có Excalibur nữa thì thơm không? Excalibur thì chắc chắn Alice lên bảng điểm số rồi. Mình có khi là giết thêm được vài nét. Violet này, trời ơi, Excalibur một chiêu để ăn mạng rất là xa. Rồi mà team mình bị team bạn biết máng thế này rồi. ngồi không ơi chạy đi, thôi không chạy được rồi. Ủa quá, chỗ này ăn nhiều mạng quá, ăn quá đà anh em ơi. Nào, các bạn có thể thấy khả năng cái ăn mạng bà đạo của vị tướng thêm này chưa? Chỉ lúc đầu là ăn mạng là do là hên thôi, hên xui thôi. Thì các bạn dùng thêm đi lên solo hoặc là đi mid như kiểu của mình thì cầm bộc phá nhá. Còn nếu không thì các bạn hỗ trợ thì cầm hồi máu. Đi bộc phá nó cái ăn mạng nhanh lắm. Mình làm clip mình đánh kiểu này thôi. Còn các bạn đánh theo team thì cầm hồi máu nha. Rồi thanh niên, ôi chú ca chạy mất rồi. Rồi chỉ bị 3 người băng trụ nha.
Rồi Excalibur, ôi chết luôn kìa. Ôi nhưng mà ngộ không ngộ yếu thế bạn ơi. Ấy như là bạn ấy bị trụ bắn. Trụ không bắn thêm mà trụ bắn ngộ không. Ngộ không manh động quá. Phải đánh từ từ thôi. À, đội hình mà team có nhiều xạ thủ rất khó bảo kê, trừ Joker thôi. Còn nếu mà các vị trợ thủ khác thì nó là rất là hay gánh nặng nếu mà các bạn đánh không tốt. Rồi bảo kê là rất là khó, thành ra mình chuyển sang cái chế độ là đi mid luôn. Đi mid này bá đạo. Ôi thôi tôi em sai rồi. Trời ơi. Gúp mặt với sông quê rồi anh em ơi. Cái tư thế gúp mặt thì nó như mọi tướng thôi. Sông láng xẹt lắm. Hay quá, ngộ không kìa, dí được vài đét thì bạn rồi. Các bạn đánh ngộ không thì bắt được xạ thủ nhá. Còn nếu mà đánh ngộ không không bắt được xạ thủ thì các bạn xác định là ăn hành đấy, hoặc là thua đấy. Bởi vì ngộ không bắt xạ thủ rất là dễ. Mà cái chức trách này anh em không hoàn thành được thì thôi không đánh ngộ không nữa. Tập luyện đánh vị tướng khác hoặc là luyện thêm ngộ không. Rồi, cố lên ngộ không ơi, đang bị Zuka gì kìa. Cái điên Zuka này có vẻ là mê ngộ không kiểu ấy giết bằng được. Excalibur, không chết à? Rồi, vẫn chết, tưởng không chết. À, thêm nổi tiếng với cái chiêu của Excalibur anh em ơi. Cái chiêu này nó hỗn hợp, nó hỗn hợp cả lượng sát thương chuẩn và sát thương vật lý. À, sát thương vật lý của Thên gây ra thì bằng phần trăm máu đã mất của mục tiêu. Thành ra là tướng địch càng ít máu thì chiêu cuối của Thên càng thấm nhá. Rồi, ôi thôi Anis nó phá mất cái chiêu của mình. Ôi không đọc đậy, không Excalibur luôn anh em ơi. Bá nè. Dốc cơ nè. Anis nữa, chạy mất dép rồi. Các bạn lên đội Thiên kiểu này thì rất là trâu nhá. Sẵn sàng hổ báo luôn, bảo kê đồng đội hắn thằng hổ báo lao vào giữa đội hình team bạn mà làm choáng nhá. Combo chương 1 chương 2. Con này chủ yếu sử dụng combo này thôi, còn chiêu cuối thì sử dụng để ăn mạng rất là đạn. Rồi chạy đi bạn ơi, chạy đi. Zuka này vẫn giết được Adit team mình cơ. Trời ơi, cho Pioneer bắn không có sát thương đây kia. Rồi, hay quá, ngộ không ơi. Đấy, ngộ không phải đánh như thế mới tốt chứ. Joker này ngồi không ơi? Team bạn đang gì team mình kìa. Trời ơi. Tôi xong rồi. Ôi, lại mất chiêu anh em ơi. Đúng là cái chiêu của Adit nó rất sức là khó chịu. Joker này bạn ơi, rồi. Mà team bạn đông quá. Ôi thôi đẩy ngược rồi, em sai rồi. Em sai rồi. Trời ơi. Sập mặt tập 2 rồi. Bạn ấy căng rồi anh em ơi. Đó, team bạn ép kinh quá. Và em biết với cả theo lát chết nhanh quá. Thành ra là hết sát thương, mới hết sát thương đằng sau thì thêm nói chung là như cái bao cát rồi thì bạn đánh thôi. Thực sự là khi mà anh em leo danh ở cái đầu mùa này các bạn nên pick Alice nhé.
mỗi team nó trận là Bakarit. Với cái Aris bị giảm sức mạnh nhưng mà team nào của Aris thì tỷ lệ thắng rất là cao. Nếu các bạn đánh Aris tốt là chiều cuối gọi là chuẩn xác ấy, thì nó hết sức bá đạo. Vì các bạn có thể thấy đấy, mình phi vào chiều cuối của Aris thì bị mất chiều luôn. Bị mất chiều hết sức khó chịu nha. Mất chiều mà làm chậm hết sức khó chịu. Các bạn đừng nhìn thấy mất chiều mà không mất gì đâu. Mất chiều là mất chiêu thức thì nó rất là phế ấy. Hay quá, được con bờ xanh luôn. Rồi không Excalibur được. Rồi Excalibur rồi, bởi vì nó lại hụt thế này. Nói chung là trận này gánh rất nhiều đam và cũng không ra rất là tuyệt vời. Tiếp tục này các bạn ơi. Đấy, đẩy thẳng được giữa luôn. Triple kill cho bạn cũng không. Đó, anh em đánh đỡ đòn mà anh em lúc đầu trước khi vào giao tranh và anh em chịu, gọi là chịu kỹ năng cho team bản thân, cho đồng đội. Nhà tướng địch dồn sát thương vào, dồn kỹ năng vào mình, mất hết chiêu thức thì lúc sau thì giao tranh team sẽ rất là có lợi. Ở đây thắng luôn nghe team bạn, ôi team bạn ra rồi. Nhưng mà chắc chắn ăn được hai trụ đấy, đang cái thế đánh đẩy rất là phê. Excalibur này, ôi thôi thôi, ôi con cá trạch, trời ơi, muốn đẩy vào Crest mà nó trơn trượt như cá trạch ấy thôi. Ngu người rồi. Ơi tạo anh em ơi, sorry nhá, và đấy đẩy chúng con thì quái không ngờ là nó bật chiêu cuối luôn, thành ra mình bị trơn theo, đâm vào đầu vào trụ. Chết nhanh quá. Ok, 2-2, tuyệt vời. Rồi anh game trận đấu đi. Ở nói chung là The Limit thì đó là phong cách đánh vui thôi. Anh em vẫn là phải là bảo kê nhá. Bảo kê và đi bảo kê AD hoặc là đi Drummer. Ok, và video của mình đến đây rồi. Xin chào các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn thật là vui vẻ ở kênh Liên Quân Mobile Mobile Việt nhá. Bye bye và hẹn gặp lại. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.